Trông như các bạn này như kiểu là tuổi ten á, không phải tuổi ten đâu, đều nó có con rẻ hết rồi đấy, không phải tuổi ten đâu, con rẻ hết rồi đấy, con trai học đại học, con rẻ hết rồi đấy. Nhưng mà tất cả mọi cái mình ghi lại là tất cả hình ảnh trên thử
thực nhất trong cuộc sống mà anh em bạn bè của mình là có hội đồng niên. Mong mọi người xem video thông cảm vì mình làm quá dài. Đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ Việt Tân Vinh nhé. Trước thì có hai nước hòa hợp mà các bạn. Bây giờ còn lại là nước mình không?